thì tao có lên Hà Nội nhiều mà. Nhưng mà với mày và thằng Ten ấy và những thằng đi cùng với mày ấy gặp tao cúp mẹ mày pha xuống, nói luôn cho nhanh đó, thấy chưa? Nên mọi người chưa hiểu, mọi người cứ nghe cái clip đấy mọi người bảo đầu tiên mình bảo là em đéo nói chuyện với chị đâu, chết dơ chưa. Nhưng mà người hiểu là mình có phải là mình chửi nó trước lúc đấy rồi, nó đến thì mình vẫn là tôn trọng, vì mà biết phải không phải là mình gì đâu. Mọi người phải hiểu cái từ sao mình gọi là chị, từ trước này mình gọi là chị mà. Vì là anh của mình, anh Quyết Chân Voi lấy em gái nó. Nhá, mọi người phải nghe cái đầu đuôi câu chuyện. Nhá. Bây giờ mình có làm gì nó thì mình khác gì là mình đang xúc phạm anh mình, đúng không? Mọi người cứ thử, mọi người đặt cơ mưu với mình xem. Thì nó mới dám có gan đến với mình. Nhưng nó đến với mình thì nó không có chương trình gì cả. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi con mẹ nó nhanh đi. Mấy thằng em nó mà không túm được thì chắc là không túm mình lại được ấy. Không can mình ấy, không ôm mình ấy. Thì Jimmy Phương bây giờ này mày đéo có quần slip mày mặc ở trên người luôn. Thấy chưa? Cộng đồng mạng chỉ cần nói này, còn nói đơn giản như này này. Nói đơn giản như này. Mình chỉ có nói như này này. Một người phụ nữ có dến dám đến gặp các bạn không? Đúng không? Đây là mày chỉ có mõm trên mạng thôi, mày bảo mày đến một mình mày dám gặp tao á. Mày đến một mình mày gặp tao thì mày là bữa nhậu cho anh em tao rồi, bữa nhậu trong bữa đêm rồi, ở trên giường rồi. Con ạ. Tối à không mang zip rồi. Không có zip, zip ở trên nhà. Mày biết súng của tao rồi gì? Tao lện mày, tao mà lện mày. Di Phương ạ. Di Phương, tao mà lện mày. Mày có tin rằng phụ khoa của mày hỏng hết. Tao nói thẳng luôn. Thấy chưa? Trước cửa viện ấy, vào bác sĩ người ta cũng không bao giờ cứu được mày. Nói luôn đi anh. Thế mày chưa gặp hàng của anh rồi, Di Phương. Mày gặp hàng của anh ấy, tao nói cho mày nghe này. Mày bỏ hết cả mấy đời chồng của mày, không bao giờ mày chỉ bảo là anh Tế ơi, em sướng quá rồi. Đúng một từ đó. Tao nói thật luôn. Mày biết cán bộ này trông tù bao nhiêu chục năm rồi, thấy chưa? Nhìn hàng của tao còn khiếp. Di Phương, thấy chưa? Mày mà để đến một mình thì tao bốc mày lên nhà nghỉ rồi chứ làm gì. Mày có cái chương trình gì cứ ăn tục lấy phép, thấy chưa? Mày cứ ăn tục lấy phép đến một mình, mày thấy thật đàng hoàng ấy. Anh em tao ngồi trong quán tao có để ra đâu. Tao ra mình luôn, tao bảo anh em ở đấy đi ra luôn, gặp mày và tao đuổi mày về. Đi, mày em đéo nói chuyện với chị. Mày cố tình mày cứ lao nao vào. Sao mày khùa tay đi ấy. Đến những người đâu mọi người. Thế mình bảo con Jimmy Phương này con, lúc đấy mình mới gọi nó là mày tao nhá. Con chó này mình lao vào mình đấm nó thì anh em mới ôm mình ra. Thấy chưa? Con Jimmy Phương Vinh Trần này. Đấy, đấy, anh em của mày đến quay video thằng Ten và mấy thằng em của mày chết nhục. Hôm nay tay like ở đây chết nhục, đúng không? Sao mày không vì người con chị mày đi? Hả? Sao không vì chị mày đi? Hả? Chị em chúng mày sinh tử lắm mà. Sao để tao đi về à? Lại để tao đi về mà tao livestream. Tao livestream cả cái đêm ấy tao kêu gào chúng mày ra. Tao kêu gào cả những người anh em của chúng mày ra để tao đi về à? Hả? Tao cho chúng mày 8 tiếng từ lúc xảy ra sự việc đó đến tận 8 giờ sáng sau tao về. Tao đi đâu tao live stream tách tức. Mấy thằng chúng mày đi cùng với con Jimmy Phương với cả thằng Ten ra không dám ra hả? 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 Sao chúng mày ngu vậy? Chúng mày có xem mày xem nó tát tao không? Hả? Thế bây giờ nó bảo bố chúng mày mất thì chúng mày cũng tin là hả? Mấy thằng comment bảo là bị tát rồi còn ai, thế tao hỏi mày giờ nó bảo bố mẹ chúng mày mất thì chúng mày cũng tin à? Mày thấy nó tát tao chưa? Hả? Sao mà không thấy nhục à? Chúng mày không nghe. Đúng, Tế không khuất phục.
Tế Điền, Lam Định. Lam Định tao nói chết luôn. Lam Định tao nói lét căng đét luôn. Nhá, tao là thằng vớ vẩn nhất Lam Định đấy. Còn đéo gặp được lông đít của tao, chứ đừng gặp nói gặp tay pha Lam Định nhiều lắm. Lam Định gấu nhiều lắm. Nhưng bây giờ họ làm ăn rồi, họ chân chính rồi. Họ không ai người ta như chúng mày mõm. Mày thấy tao lên live stream tao có chửi bới ai đâu. Nhưng vì chúng mày, tao muốn làm người tử tế, chúng mày không cho tao làm người tử tế, thì tao hiện đúng nguyên hình của tao chỉ trong vòng có 2 ngày thôi. Rồi mai, từ hôm nay, tao lại trở lại con người của tao, bán nước chè, tối kể chuyện, dạy cho chúng mày bài học, dạy cho mấy thằng giang hồ mõm cho mày một bài học nhá. Còn ngày mai tao phải bán nước chè để nuôi vợ con, nuôi tao không dỗi hơi đi suốt ngày lên trên mạng nhá. Tao lên mạng chỉ chơi, giao lưu anh em, kể chuyện, chia sẻ thế thôi. Tao đéo như chúng mày cứ ngồi live stream khà khịa người lọ, khà khịa người kia. Chúng mày không thấy nhục à? À, lần đầu tiên mọi người thấy Tế Điên live stream chửi có gì với Phương đúng không? Với thằng Ten nó chửi mình mấy tháng giờ mình có nói gì đâu. Nên là đúng lúc ta lên Hà Nội đó. À, ra xong lại về. À, mày cho tao xin cái clip mày bảo mày vả tao cái à, có gì với Phương. Còn những cái thằng fan của mày này đang comment đây này, bảo tát là nhục cái chúng mày có biết, chúng mày nghe nhá, chúng mày nghe này, nó bảo bố mẹ chúng mày mất thì chúng mày cũng chạy về nhà để làm ma hả? À, bố mày sống là bậc thật, hình ảnh chuẩn đét luôn, không ảo nhá. Một bộ à? Ba bộ, 50.000 một hộp. Cảm ơn anh Khoa nhá, tao không thích ảo. Viết ta live stream mẹ mày mười mấy tiếng tới Hà Nội, từ đêm đến sáng dập hai máy vẫn truyền hình trực tiếp gửi đến cho chúng mày luôn. Sao chúng mày ở đâu hả? Sao chúng mày ở đâu? Đúng rồi à, thằng gì đó nó bảo Tế khóc à, tên gì à, khóc kìa. Đúng rồi, tao khóc cho bố mẹ mày, bố mẹ mày đang chết, tao phải khóc cho tao đưa tiễn bố mẹ mày chứ. Khóc nhá, tao thương vì là nhà mày đâu có người mất. Thấy chưa? Thấy chưa? Con nào đâu xuống đó. Thấy chưa? Đấy. Đó, chia sẻ mạnh lên. 18 chào chú chào 18 nhá. Lam Định tao chất như lứt cất luôn, lét càng đét luôn. Nói con mẹ luôn đi. Cái con Jimmy Phương này, một con điếm này, sống phiêu bạt hết Thái Bình, mày là gốc Thái Bình, đi hết tỉnh thành la liếm, ngồi với các anh, bú đít các anh, xong bắt đầu là ngồi bắt đầu ẳng bậy. Ai mày cũng khà khịa, ai mày cũng chửi, ai mình cũng đẻo líu. Thấy không? Đấy, gặp bố Tế, bố bẻ đao mày luôn đi. Cô cầm sắp xích, xúc xích lập sườn mà ăn nhá, Jimmy Phương. Nhá. Đừng làm loạn trang mạng lên. Không ai hoa gì đâu, nhá. Sống làm người đi. Nhắc nhở mấy lần cuối nhá. Đâu vẫn 70 cân qua, vào cân vẫn... Sống làm người đi. Sống làm người.